Gì, ăn gì đây? Vào chỗ nhà mình bao nhiêu đồ ăn? Ăn muốn chết luôn á. Gói hộp này lấy gì? Bánh pizza. Chà. Gì? Một lần mua đã. Hả? Mua về ăn không? Cái gì đây? Nhiều thế này, ai cho gì nhiều vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, thiệt thiệt gớm mặt không? Kiến ơi. Kiến ơi. Dạ. Này Kiến ơi. Dạ. Phải đọc cho cô nào đó. Để cảm ơn cô. Từ, cầm cái gì vào trong để đọc. Đọc ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây xem nào. Từ từ nào, từ từ nào. Con sẽ không cho mẹ biết bố quà, mẹ thấy bố quà chưa? Chưa thấy bố quà gì cả. Cô thương mến tặng bé Kiến. Chúc bé Kiến nói xin vui vẻ. Cô rất tình thương. Thế đưa ai? Dếm nhang đưa ai? Cái gì vậy? Thôi con đi rút bóng hẹn người ta đây. Đưa tiền đây. Không mẹ ơi, đưa giữ hộ con cái. Mẹ có đòi lại không? Không. Mẹ, ai đang giữ hộ con cái. Con mẹ ba để đâu vậy? Hả? Ba để cho con ba. Bữa cô thấy tôi môi tủ rồi cô còn giả bộ sợ sợ không? Bà có, bà giúp con đi, bà để ra không? Bà lấy con đi con không đi cho bà đâu. Rồi phòng riêng của ba mẹ có vô được không? Không. Không hả? Con mình ở vô với bà. Ok. Ở chỗ nào? Ở chỗ đó. Ờ, kiếm rồi kiếm, bà không còn mua sô-cô-la, bây giờ sô-cô-la cả làng cho người ta cảm thận luôn. Nhưng mà cô nhớ cô gửi nhiều nhà, cô gửi bỏ cô lấy 10 nha cô. Dạ. Còn cái mấy cái thiệt nặng của cô Hoa nè. Cái đó không có được, không có được mở con. Dạ. Không, con có mở, không có gì đâu. Biết bao cũng cho, con mang khỏi làm. Dạ, có cho con mở. Wow, đây là núi. Bao cho mở, không mở luôn rồi. Hello mọi người, bé Kiến đã bắt đầu. Ấy, rồi con coi đi, mẹ có tên nè, coi ai tặng con cái gì kìa. Trang Louis, tên của bà. Trang mẹ. Trang Louis mẹ, Trang và Louis, cái này của ba với mẹ. Louis. Chắc không có bà còn đâu. Đây. Louis luôn mọi người ạ. Không muốn mẹ đi shopping.
Con biết cả cả cái gì. Nói ơi. Wow. Rồi đi đi dặn nha, con chắc cháu kéo cái buồn là cái buồn nó buồn. Tiếp theo là cái gì đây? Con có cảm ơn chưa? Con cảm ơn câu gì con biết. Bé đâu? Bé đâu? Cô tưởng bé đâu? Mẹ ơi, mẹ ra đây. Cái tủ đồ nhà mình chưa đủ hả? Đủ rồi. Con cưỡng gì con đi xuống nha, ngày ba ở không mà chạy đi mua đồ. Chết rồi, từ. Cái này bị ngắn rồi, cái này không mặc vừa, không. Cái không mặc vừa nhưng cái quần mặc không mặc vừa luôn. Trong cả quần nữa nào, chắc chắn với con là không mặc vừa. Em chắc chắn anh mà không mặc vừa ở kia. Con đây em không biết. Gì đây mà kia. Cái áo chắc chắn nó không. Mấy dâu. Chụp hình không? Đưa cái điện thoại lên chụp hình mấy dâu nào. Đi lại đó. Ngồi xuống. Ngồi đây. Bây dâu, nhiều đồ thế à? Kỳ xinh nha. Rồi thì mẹ bóc cho bé dâu nha. Cái này là mọi người, năm nay là mọi người tốn kém thêm cho kỳ. Đây, đây, ba mà không dặn một cái, ăn cám ăn đồ. Nào từ từ nào. Cái gì thì từ từ nào. Khiếp quá, bây giờ nó mà nhiều quà quá. Úi dồi. Giờ. Ô là trời. Bé luôn. Rồi mặc. Nhìn thì biết. Vừa bé. Con làm như con tôi bụng lắm vậy. Nào. Đúng rồi, gỡ vô đi. Nón nhưng mà từ từ ngồi xuống. Cái nón, đây nhỉ? Từ từ, chưa giật ra vội, đội xem vừa không đã. Vừa không? Vừa. Vừa không? Đã vừa. Nào xem, để lên thôi. Rồi. Ngồi ra xem à. Từ từ cắt cái gì cho đàng hoàng con. Cắt một cái mà nó hư tùm lum ra thì biết sao xui rồi đó. Đó. Tôi có bảy không? Dạ không. Nào, từ đợi đâu rồi. Bà kinh dùi quá đi, nhìn nữa. Nhìn. Là đợi xem nào. Không có vừa cha. Ba mua cái thì ba mua cho 3 tuổi. Rồi có ba cắt mác nữa bây giờ đổi đâu. Anh cắt hết mác rồi không đâu, không vào được cái gì luôn. Nó chưa cái gì nó cắt rồi nó mừng quá đó. Nó mua đồ về là nó cắt mặt trước khi nó giống mà má. Chưa thử là cắt xong thử không giờ bây giờ sữa. Trời ơi, sao cô chưa mua con quá trời đồ gì. Nó nhỏ xíu rồi. Đây này kiếm số. Trời ơi, sao cô chưa mua con quá trời đồ gì. Mặc cái áo vô. Ngồi xuống, mặc áo đấy vô. Nào, thử chui vào xem nào. Ngồi xuống chui vào. Chui vô mẹ xem nào, mẹ chụp cho con chui này xem. Trời ơi, con kia nó sướng ghê với các bác ơi. Mẹ còn sướng hơn con kia kìa, một cái hộp kia nặng quá trời. Lỡ như đó là hiểu ba mẹ thích sao. Chắc lại mua cho mẹ 5 cân gà, rồi mẹ thử cơm. Các cô biết mẹ thực tế. Mặc đây sao. Thế bây giờ mở ra mà nó chai rượu thì mẹ cả ba ai uống? Mẹ. Nào bẻ xuống rồi.
mở đợi, đợi đầu xem nào, xem một cặp xem nào. Thế là mai mốt mình bà con cảm ơn cô Julie như nào nào, từ từ nào. Con đi mất điện. Hai ba. Cảm ơn cô Julie đã tặng cho con mặc đồ này ạ. À. Nhưng con có thích không? Dạ có. Con có mặc không? Dạ có. Thôi con đi vệ sinh đi. Con gì đây? Mẹ thấy đây. Trời ơi. Cái này vừa nè. Thế nào có bộ đồ ngủ nè. Đó. Thế là cái đống mũ nón của anh ấy là đứa trẻ nào nó tầm 3 tuổi hoặc vừa nhá. À. À, tôi xem là tặng à. Trời Thuận ơi. Kiên đoán là mọi người sẽ tặng mẹ và ba con cái gì? Dạ, đồ hoặc là bộ đồ. Có khi là tặng chai rượu không? Không chứ. Cầm đấy. Bóc nó là cái gì nha? Lắm mà là cái chai rượu đi. Chai rượu thì là mẹ uống luôn. Mẹ không xem hệ sử dụng hả? Ui, bên Mỹ người ta bán hàng xịn lắm. Chùi chắc. Nó toàn đâu. Thôi. Em biết ngay mà. Kiến. Ừ. Bạn anh đoán em là khoảng 90 cân đi nữa. Ai giữ bà nhậu quá chị. Bà không nhầm, đây là cái áo. Nhầm, vấp tét. Đây cái áo. Đây cái đồ đó của mẹ. Hoặc là có bà chắc chắn vừa của size L. Thôi là cái này là đồ của bà, bởi vì là mẹ size M mà. Size L. Không bước nghe mẹ nó sai M. Áo sai M còn sai L. Ok. Gì đây? Con cảm ơn cô Hà Lê. Rồi, dọn dẹp nào. Tới quà của con mẹ ơi, con nữa mà. Ô, con muốn quà ư? Ừ. Sao con lắm thế? Cô Lan, Luis. Cô Lan nghĩ là cái này của mẹ nội. Cô Lan là của bà. Nội ơi, nội. Có quà của nội lắm nè. Cô nội có nè. Cái này như của ba con này. Ủa cái gì đấy? Một chiếc bát kem. Đúng là hô hô. Hô hô gì bà? Nào, cho tôi xem, nhìn tôi xem nào. Đừng rung chân. Con gái tôi rung chân ăn đập bây giờ đấy. Thế con có bánh hay không? Dạ con nhận 4 đó. Bộ đồ này phải lên một số là ít nhất mới vừa anh ạ. Cái bộ này, ai tặng Kiến này? Tại vì nó không mặc được đâu. Ở bên ngoài mà như này thì nó không mặc được. Có. Cái người mua chắc chắn người ta sẽ còn bíu. Thì kêu người ta đến đổi. Không vừa đâu, con không phải nhòm. Con thọt vô thử thôi con. Sợ tạm mùa mưa đi, thích quá là chịu. Nói là sợ, sợ thấy luôn. Sao có rơi cái toát ra thấy cái cảnh này. Thích quá thì có cái trọt. Ừ, thấy chưa vừa y. Vừa không? Thôi con ơi, mùa đông năm nay thôi. Vừa à? Năm nay thôi tới mùa nước rủ luôn á. Yeah. Có vừa không? Vừa sao không? Còn này xem nào. Năm nay thôi rồi soạn hết. Là... Rồi thấy...
Không, cái quần cũng vậy thôi, mặc vô ôm mà. Sọc vô quần ôm á. Ôm ôm. Ba mua cho bà nội cũng tưởng không vừa, ai dốt cuộc mặc vô. Sao thì đừng ăn cũng ngỡn vậy? Trời ơi, quần người ta lửng như vậy làm sao mà... Tại vì con em mặc cái quần. Đúng, gì đó. Okay. Thôi thì rồi, ba con được, ok, ăn thôi. Ba miếng một miếng không bằng ba miếng thành ra thì thôi. Thôi rồi, thua, dọn dẹp đi, đồ con dọn dẹp đi, ok, dọn dẹp. Con check cho lại áo. No, dài nhất. Ồ, áo. Cho lên đỏ. Con sợ nhỏ quá mẹ. Con thấy nhỏ đó, cái form mày nhỏ, cái này sẽ nhỏ quá. Thế à? Sao con thấy nhỏ xíu như trẻ con đấy? Được không mẹ? Con thấy chật mẹ ơi. Đây này, kích vai này. Đúng không? Sai cả mồm mướn. Cái mùng tay vô ok khích mặt lòng kiến càng cơ mùng cả bà nó có đưa có kiến luôn cơm ba mình mới kịp thì mà cái gì đây cảm ơn nhiều nha chùa bên này người ta lịch sự ha, người ta lưới Noel người ta tặng quà, người ta tặng hộp gấm mặt ha. Chào Nguyễn Đạt, Merry Christmas em, nhà chị Trang không trang trí cây thông. Thôi. Thôi cái đầm 100 ấy gì? 200 pound là 90 kg không? Nhà này không có ai dọn nha. Cho nước mình vô chưa kịp. Còn có nước loại này, bên hỏi kem gì? Kéo mình mua mầm luôn rồi. Em chào chị Vân Lê. Đây là gỏi. Đu đủ bên này sao nó có màu xanh nhỉ anh nhỉ? Hả? Úi dồi, trời, đá đông. Cái đó là đu đủ non, còn cái đấy đu đủ già. Đu đủ chín thì mới gì. Trời đất ơi, nó gắn hộp sò nó thay hàm răng. Ghê vậy? Ừ. Đau bỏ mẹ. Đúng không? Nó khoan đau lắm. Mà nha sĩ con gửi coi. Cái bộ này khác với bộ kia chứ? Khác mẹ, hai bộ khác nhau đó mẹ. Bộ này giống như bộ đang mặc. Ồ, cái bộ này là cái này. Tôm nhuyễn này. Trời ơi, bà kia bà lại ra đây bà ngồi ăn cái này. Vậy sao không ăn cơm tối ăn siro hoài vậy? Siro ăn buổi sáng thôi, con không có ăn ngày ba bữa đâu. Bữa đâu? Sao con ôm bọc nó ra chi? Cái này con muốn, bây giờ con mới ăn một lần trong ngày mà. Cái đó con chỉ ăn sáng với sữa thôi, con không thể nào ăn trưa ăn tối gì vậy hết. Bây giờ con ăn cơm ăn canh con. Hôm nay gội đầu dù đẹp không cả nhà? Thôi gội đầu sạch cái nha mấy bà. Tóc cứ xuông mềm nha. Mày để đi tiếng không? Phát một. Cái đấy của núi. Cái đấy của núi chưa một bác. Chào Tiên Trương các bạn, người đẹp thôi. Sao đây bị ấy, 8 giờ tối ngủ sợ chứ thì dưng. Ra con. Ủa sao không đợi tắm và mặc bộ đồ ta hả? Không bộ đồ đấy ra rồi. Bộ đồ nào? Bộ đồ ngủ. Đây. Không còn bộ thôi. Anh nhìn đây này, anh nhìn đây mặc vào đâu? Của anh cũng đi chèn. Trời ơi, thề luôn, thật sự bạn của chồng em có biết là các chị nghĩ em bao nhiêu cân em thật đấy. Cộng, không, anh đã mua được. Cộng đồng nhìn tôi này, không có cả. Dài. Thật luôn này, thật sự luôn này. Ơi, mua cái quần đây, quá.
thật sự nhà trường cũng không đâu. Lấy thông một. Lấy thông một là. Thật luôn, anh phải bảo không. Anh phải chụp lại mà đây vợ tao. Đưa cái mượn con cho anh quay lại mà vợ tao này. Đây là lúc béo nhất. Cái lưng gì nè. Xong thầy luôn. Chất liệu rất đẹp luôn. Rất dài và rất đẹp luôn, rất thích luôn. Bà Kiến quần thông thành quần tay nè, trước. Bà Kiến đi đây. Đây nè, đằng trước nè. Quần tay quần thông mà thành quần tay nè. Quần gì con Nguyễn, quần gì. Con kéo thẳng rồi. Con kéo thẳng rồi, xong con lại kéo lên. Không, muốn kéo thẳng rồi. Quần quần cho lưng thông mà nói là quần tay luôn. Tay thì rộng quá, là quần tay luôn. Thề luôn này, sợ này anh nhìn này, anh. Nhưng mà vấn đề là quê đấy, quê đấy, quê đâu mà thấy đấy. Này canh, canh, ôi mời. Chết thôi. Thì luôn ta nói là chị đấy chắc nghĩ tôi 90 cân các bác ơi. Trời thần luôn. Nhưng mà cái bộ này thích mặc biết vì sao, cái chất rất là mát. Rất là mềm luôn và cái chất này rất là sướng luôn. Hè đông đều mặc được. Lấy giọng thông một cột vô. Không, để thịt nhiều mà. Bà Kiến kìa, quần thương thông thành tay. Đúng không, đúng không, đúng anh nương thèm này. Đúng rồi. Tại vì đây có to nữa là có thật nè. Rồi xong, múc cho Kiến không biết. Ủa, được mấy ăn chưa? Không rồi. Kiến ơi. Không rồi, có đủ nóng không? Cho nó nhảm ăn cơm sớm thì không, ăn rồi. Ăn là 5 rưỡi 6 giờ rồi. Anh nói nó chờ 3 giờ ăn nữa. Cho nó chờ cái gì mà sao. Chờ 3 giờ, chờ 3 giờ ăn tiếp. Ôi mà con có nè, ăn hết đi, ốm lắm. Ăn hết đi ốm lắm. Ăn hết đi ốm lắm. Dĩ nhiên rồi, tôi giảm được 2 cân rồi mà. Mẹ không ăn vịt. Đúng rồi. Sao mà ngồi bà ca tháng con vịt là bà nhìn ra con vịt bà thấy cái gì? Anh không ăn da, em ăn da thì cũng vứt quỳnh da đi nhé, thấy cái cảnh ấy. Để đây, anh lấy cho. Lên đại xoáy em không? Đúng rồi, tay. Tăng đi con. Bà, hôm thứ hai tuần sau là mình có tự dưng ra, tự dưng sau đây tôi sạch ngay. Không rồi, mình đang ngồi mình ăn uống đi chơi. Ok hả? Bà chạy con lên núi cho. Tự dưng sau đây sạch ngay với bà. Ở nhà không được có chịu đấy. Ủa mà sao đeo một tay vậy? Thì tôi sợ ông kinh. Không, anh đâu có sợ đâu, chỉ sợ con thôi, em sợ. Tôi sợ ông kinh nên là tôi đeo bao tay. Nóng vậy, nóng. Lắm á. Dạ, biết cái bộ. Hồi chưa chị hai này á. Bà nói bà nội con. Ủa sao tự nhiên quay ăn. Thế à. Bà nói con buồn quá, bà nói học 2 tiếng đi, bà nói chả con đi shopping. À, bà nội đang học. Thật kêu con buồn. Nó nằm ở dưới đây, nó kêu bà nội lên trên kia, nó nói. Bà nói con buồn quá, bà nói nhắc con đi shopping cho bà nói. Đi shopping. Thời gian này là không ở nguyên nhà. Từ con đi học của con ơi. Con năm mới con đi học à. Anh đi con. Không đủ trí người ta không cho vô trường học cho nó còn ống nhờ mấy bạn. Giờ con đang học lớp 2. Con thấy con nhỏ vô con. Ý học lớp 3 con nhỏ. Giờ con học lên lớp 1 lớp 2 chết luôn á. Gắn ngay người con. Là con học trễ nhiều lớp lắm á. Nhà còn đựng nuốt nha. Sao cái lò nướng cho nướng nóng như vậy nhỉ? Nướng không nóng, nướng làm gì? Hôm nay tôi bồng bềnh với mấy má. Không còn bếp như ngày hôm qua nữa, không phải chê. Ừ, ngồi tóc lớp rồi, anh xài dầu xả nhiều lắm hả? 4 ngày mới gọi, ốm. Hay là tại không gọi mới ốm? Gọi cái đầu ốm này, sang cái gọi cái đầu ốm này.
Thôi đừng xấu sổ. Đúng không? Con gọi con bị gì đâu. Đúng không? Phải. Tại gia nội ngủ ngủ chứ không mà. Dạ. Mẹ tư rồi. Như là mẹ ngồi đúng cái đó. Là miếng da đi. Nhưng mà miếng thôi nha. Nhiều đó cholesterol đó. Con bị tràn mỡ ra đó. Ai tràn mỡ? Con á, con bị tràn mỡ ra. Con đi cái đó. Con mà tập nó đi ra cãi lộn. Giờ nó biết con mà tràn mỡ ra để đi hỏi mẹ nó tràn mỡ, cái mẹ nó nói khi tràn mỡ là nào. Cây muốn lặng mà gió không dừng mày thấy không? Dạ rồi. Cái gì nói xấu cái gì thôi. Đừng có nói mẹ đâu đúng không bà? Ừ. Con kể gì cái buổi sáng hôm nay không bà đúng không? Dạ. Là sao? Tôi làm gì? Hôm nay các bà thấy tôi mới giao diện là có đẹp không? Tóc gội đầu sơ. 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 Kinh hả? Kinh kỳ hả? Vậy là bình thường ở dơ vậy có bữa nay mới gội đầu. Bà đang nói vậy á. Mẹ cũng hiểu mà. Ừ. Tóc rất là sung mềm. Cái gì? Đừng có gọi nữa vài bữa thành vậy. Nè. Nhai từ từ con. Bữa có xương không nhà mẹ chưa có lột xương nữa. Không thấy xương nào đâu. Con cà cày thịt có bờ. Ừ. Buồn cười. Mẹ chưa hề ăn miếng thịt. Nhưng mà mẹ kỳ thị con vịt. Rõ ràng nửa con vịt thì mới mua. Đã ăn uống gì đâu. Bà kêu chứ. Cái mùi không ngon gì đó. Mẹ nghĩ rồi con cho vào trong chảo đi. Con xào lại đi. Để con cho dưa vào con kho. Đúng rồi. Anh ăn được không? Thấy được em thấy ngon mà đúng không? Ừ. Không thích ăn thịt trắng. Đúng rồi. Còn cho nó mặn mà chứ. Bà sợ con vịt. Bà hết rồi. Bà con ra. Ừ. Con không ăn cái trắng đâu. Cái đó là dính miếng da trong đó. Bà ninh cái nồi này là. Bà định ninh 3 tiếng. Thì em thì không biết là cách ninh của người Bắc em như thế nào. Thế mà mẹ em ninh ấy là mẹ em đun sôi. Cứ 30 phút xong tắt bếp. Mẹ nhắc vậy. Xong 30 phút sau lại vào đun tiếp cho sôi. Đun cỡ 10 phút sôi lại tắt bếp. Cười gì? Cuối cùng là tổng cộng bao lâu? Có nghĩa là em thì không đồng ý với cách là mình đun sục 3 tiếng rưỡi. Bà bảo là phải đun 3 tiếng rưỡi như thế nó mới ngon. Đúng rồi. Ê, đúng rồi, bà lại đến với cháu chưa vào xem rồi đấy. Đúng rồi, con uống cần ngon không? Uống cần mà nổi nóng không? Đúng rồi. Ngủ chưa thì vậy? Cháu cứ làm 3 tiếng vậy nó sôi ngon. Cứ để vậy nó hết vị thơm ngon ra vị trộn trộn lên. Em có lẽ khỏi người có sự lạnh. Không bao được uống. Đâu mà nói ra vị chính đâu. Nó giấu cái gì nữa. Nó gầm nước mà. Đi. Có nói gì đâu. Tôi nói về vụ hôm qua tôi đi mua sắm. Con mua sắm cậu. Miếng canh cho người, không dễ ăn miếng thịt. Không nắng thì mình cơm mới khô thế rồi. Miếng chứ. Đó, xong rồi đi mua đồ ở cái khu hôm qua đó. Bình thường chồng em đã trắng mà ở cái tiểu bang này người ta trắng lắm vì nó mùa đông.
Đây còn có men dây trắng. Mẹ thầy tâm thường. Cái gì? Yên tâm. Không phải chia ra đây đâu. Sẽ bôi kem thôi. Bôi kem nhưng mà mẹ không có. Mang ra mùi tiếp kem đi rồi, yên tâm. Ui lên tôi liền. Ui, cái này làm gì gì nhỉ? Nó cứ thầm tha thầm thì chỗ thế này, cái sự lịch sự nha, là chỗ đông người ấy, ít nhất có ba người mà hai người cứ nói nhỏ nhỏ với nhau, nói xấu đấy, một là vay tiền, hai nói xấu á, tiền người ta cho thì đã đưa cho ba cầm rồi. Nói chung là cuộc sống nó thay đổi, cuộc sống thay đổi. Ở Việt Nam ai đưa tiền cho ai, cho con tiền là con đưa cho mẹ, sang đây con đưa cho ba, xong là hàng ngày thì con lại bảo mẹ đưa con đi shopping. Mày hiểu mẹ. Nghe luôn chữ nói xạo luôn thôi. Buồn 5 phút. Thôi tự ăn cơm đi cô. Đâu có đâu, con nhìn chi. Thôi tối nay tôi khỏi ngủ luôn cho vừa lòng. Ủa, những gì? Buồn á. Tôi nói gì đâu. Thôi buồn á. Dạ mà. Thức mấy. Thức tới 2-3 giờ sáng điền đơn. Điền đơn cho đi thăm bác sĩ. Điền đơn vô trường học. Tới 3 giờ sáng không ngủ. Rồi 6 giờ sáng dậy chạy râm, không cho tôi ngủ. Một đêm tôi ngủ 2-3 tiếng. Rồi bây giờ nói xạo thôi. Rồi. Sao gì ba mẹ đừng ngủ. No, con nói giỡn mẹ. No, now I know who you are. No, không có đâu. Nói cái miệng dầu mỡ không hôn má không cổ tôi một hồi, mặt tôi mụn. No. Mà bây giờ ăn cơm không hay ăn cây? Dạ không. Ăn cơm thì đây có giận quá. Thôi. Đâu có dám giận đâu. Không dám luôn á. Nghe thôi, hồi nãy tao nghe được con nói gì. Thì con nói gì tao tự biết rồi, còn hỏi nghe được gì nữa. Điện ơi. Con nói gì chứ. Thôi xong rồi. Ba con hay đi ổ lên sân không nghe gì nhưng đòn dọa để mình phải tự khai. Con phải nhớ câu chuyện đấy. Rồi quy một cái chữ xạo rất là lớn. Cả cộng đồng mạng đều nghe. Buồn quá. Lái xe 4-5 tiếng đi rước sân bay về, bây giờ nó xạo thôi. Không, đau lòng quá. Có đau. Thôi nghỉ ăn cơm luôn, đi lên tắm ngủ luôn. Không, chịu đâu, chị bắt tay lại, có là tại xe. Thôi, ăn đi. Ăn cơm đi. Ăn hết bữa nay rồi tính. Ăn xong bữa nay rồi tính tiếp. Ăn nhanh đi. Nói nhỏ nhẹ đó, ăn nhanh đi. Đá trong tủ lạnh nó rớt xuống. Rồi sao giờ có cho ăn bữa ngon không? Có ngồi ăn ngon, yên lành cho ăn bữa ngon không? Rồi chồng ta vậy. Làm sao? Thái độ gì? Thôi không dám giận luôn á, thiệt luôn á, không dám. Ba con nói rồi, ba nghe được con nói cái gì? Không, con nói gì con tự biết rồi. Nghe. Con biết rồi nhưng mà ba biết tôi nói cái gì. Nè ăn đi ra nè, ít mập lắm, ăn đi. Cảm ơn để cho tôi biết con người thật của cô. Rồi đêm nào cũng ngủ 2 tiếng, 3 tiếng điền đơn. Đêm nay khỏi ngủ luôn, vừa lòng. Giờ chịu không chịu, cô ngủ ngon lắm, chỉ có tôi thức thôi. Giờ chịu không chịu, không phải chịu hả? Dạ, không phải, mẹ con cũng thức, tôi muốn nhìn sáng cho mẹ. Mẹ con là tay lá chim. Thì mẹ con làm gì? Mẹ con lá chim cũng làm gì chứ bộ? Nhưng mà tôi làm gì xong tôi bị đói đãi là sao thôi. Thì mẹ, bá quá cơ mẹ, mẹ nấu rồi ăn cho đó mà mẹ. Cô chuyển chủ đòi lệ quá. Đúng mẹ. Đâu? Mẹ sao? Đúng không mẹ? Đó mẹ chào đó. Ngồi chuyện chủ đề nhanh quá. Thôi ăn cơm đi, cảm ơn nha. I love you, ăn cơm đi. I love you a lot. You tell me the truth. You tell me the truth, thank you.
không biết được là mình lần luôn. Anh còn không muốn ngủ với ba múc canh con chơi nhỉ? Con lỡ trắng rồi chứ. Trời ơi, vừa nãy nói chuyện với Lê Khanh á, trời ơi, thương cứ gần chết luôn mà. Đành biết mình đang cần gì cơ nè đúng không? Đành biết không, bây giờ mình gọi bạn là mình để mình làm gì cơ mà đúng không? Chờ mong chờ Lê Khanh gọi điện. Bạn bỏ mình bỏ bạn luôn. Bạn ngoài với mình đi. Cô chào Lê Khanh nha. Cô kiếm sao đây nhận 5 món quà rồi. Kiếm không muốn gì quen queo gì nữa. Mở mắt cửa rồi, không mà. Còn là hứa với hẹn xong rồi kêu người ta đừng bỏ mình. Mai mốt có bạn Mỹ xong rồi quên luôn bạn Việt Nam luôn đi ha. Không, không thể bao giờ, con cũng sẽ không bao giờ. Kể cả là bây giờ con cũng sẽ không bao giờ với ba bây giờ bỏ bạn Việt Nam chứ. Cái gì? Kể cả là bây giờ con cũng sẽ không bỏ ba bỏ mẹ đây rồi bây giờ Việt Nam với bạn luôn hả? Hả? Con mới nói gì? Nói gì chậm chậm nữa. Nếu là con không có bạn với bạn Mỹ. Ừ. Con kết hai ba bạn thôi. Con kết hai ba bạn. Bạn Việt Nam còn nhiều lắm. Rồi trái gió trái mùa vậy rồi sao? Cứ bay đi bay về hoài được. Con cứ bay ra đâu? Con cần gọi. Hôm nay Dũng gọi rồi. Nha Khanh gọi rồi. Uống nữa. Có bài nào nữa mà. Con đang. Con đang ăn gì này chứ mình ạ? Đang ăn giờ này trâm bạn gọi, bạn gọi liền cục 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 bạn bạn kén tóc cái từ bạn kén tóc tới bạn kén tóc bạn gọi ngay lập tức ban tu canh đi nhờ. Đang ăn tự nhiên ăn cơm miếng thịt miếng cơm đi con, dư miếng cơm để ba chan chanh cho con ăn lại. Con miếng thịt con chan chanh nó bất kỳ. Ăn đi sao vậy? Mẹ, mỗi lần đó mẹ nhìn thấy con bưng cái gì mà đòi đồ ăn trên muỗng lên là mẹ hiểu là con chuẩn bị làm cái gì rồi đúng không nè? Không biết ăn, nãy giờ cũng nhai mấy miếng rồi, cái gì gọi là không biết ăn. Không biết ăn, tập ăn. Nấu một ngày mấy bữa lận? Một ngày con ăn 4 bữa, ba nghĩ ra vậy? Bà đổ cho anh Hoàng. Quan trọng là con ăn không? Không. Quan trọng là có dinh cân không, mất ý bàn nữa mà. Tôi đã hứa lên 5 cân đi tôi thưởng. Thưởng đi đâu mà? Ba nó như mẹ, ba nó hứa hẹn gì hết. Đợi cái việc lên cân là việc của con. Mà sức khỏe của con, tốt cho con. Con lên cân dính dáng thì có cuộc đời ba, mà tự nhiên ba phải thử cho con. Con ăn lên 5 cân, con phải thử ngược lại cái gì cho ba, cho bà nội nấu cho con ăn. Mắc mớ ba phải thử cho con. Chuyện chỗ rồi, chuyện thòm rồi, sao lại ngồi luôn rồi. Cái gì kỳ vậy? Thôi đất ơi, đời gì đâu mà cứ không có thuận, toàn là nghịch không vậy. Đã lên ký nhờ người ta cho ăn lên ký, xong rồi người ta còn phải thưởng cho nữa. Ủ mập cho ai vậy ta, đẹp cho ai vậy ta. Rồi còn chưa tính nữa, lên ký phải tốn tiền với người ta mua quần áo mới nữa. Trời ơi, thưởng ghê dữ vậy. Đấy, bây giờ đã nhìn nhận ra vấn đề chưa? Tình yêu và chân ái là ai? Không biết, đây là ba, đây là mẹ. Con người vẫn còn dài lắm nên chưa biết ai đâu.
Let me see. Đó, cô không có đá phi nhanh tôi đâu. Cô đã phủ tôi hết một lần rồi. Cô đã phủ tôi hết một lần rồi. Ăn lẹ con, chanh vô rồi. Chanh vô nó nở cơm á. Bác Vân Lê hỏi là ba vừa nói thế đúng không? Ba lắc rồi là không có biết nữa. Không có biết. Thì con suy nghĩ sao bây giờ không biết. Không có biết được. Có cái đúng có cái sai. Đúng những lời sai nào phải phân tích để ba rút kinh nghiệm. Nó có cái đúng có cái sai kìa. Thì mua quần áo mới thì đúng. Nhưng mà vấn đề là cái ba thì... không có cái gì thưởng cho bà. Ba với bà nữa đâu. Cái sai á. Thì một lời nói thôi cũng là thưởng rồi, khích lệ người ta cũng là thưởng rồi. Cái gì đòi hỏi một chiều không vậy? Phải cho đi nhịn lại chứ kỳ gì. Ừ, cảm ơn ba nuôi con mập hay là sao? Ừ, quà đi. Ừ, tại sao phải quà chứ không phải quà? Thưởng đúng không? Phải quà. Đây quà cáp hoặc là thư. Đây vậy? Rồi giờ. Mà nếu như chưa kể là nếu như mình nói là mình phải thể hiện cái cảm xúc cho khi nào cho người ta hiểu, cho người ta biết được. Tụt cảm xúc luôn rồi. Ăn lẹ con, cơm nó nở ra hết, nào một tô thành hai tô con. Chào thầy Vân Dự Thái, quen thích ăn xương. Chó một lệnh nhiều gấp thế. Sao ngày hôm nay chừa chó? Nói chung tôi tức ghê vậy đó. Cái xương đùi đó để đó cho tôi ăn. Nói phải mở nó. Thấy chuông đi rồi. Cái cục xương ống tôi đang tôi vòng đi vòng lại. Tôi quay ra gọi ông ăn luôn. Ông ăn cục xương ống của tôi luôn. Cái còn nóng lên. Tôi nhìn thấy rồi, tôi đang liếc ra thì tôi trắng miệng ông nội. Cái miệng theo kiểu không bao giờ nhẹ nhàng. Cái miệng theo kiểu đó đó. Ba hiểu không? Ba. Ba ơi. Ừ? Ba hiểu cái cảm giác đó không? Ba hiểu cái đó không chứ nè. Ba hiểu cái con kêu là chán miệng nhưng không nhẹ nhàng đó, ba hiểu không? Ba ba ba. Hôm trước em đi mua mấy hộp vitamin Costco á. Em bị bốc có 2 hộp ra uống. Còn 4 hay 5 hộp chưa uống. Nhưng mà mọi người bảo em á là nếu mà chưa bóc thì sau ngày 25 nó sale giống như cái quyển nó gửi mình đây nè. Thì mình không cần phải mang hộp đấy ra, mình chỉ cần một cái bill đến. Là nó tích vào nó trả tiền cho mình à? Thật à? Vì sao? Thế nhỡ mình uống mẹ rồi thì bóc rồi thì sao nữa? Không được đâu, mình thôi hết. Sao lại chẳng đảm bảo cái giá của nó mà. Thế sao được xem mẹ nó từ trước Noel đi. Ở đây ngày lễ nó mới thay trước kè le. Mẹ mà đi làm để giải ba đồng. Không thì ý em thấy mọi người chỉ vậy đó. Nên em mới bị thắc mắc em mà. Ví dụ như mình muốn hoàn hàng cái gì mình thấy. Nhưng sao nó sống thế nhỉ. Em muốn mua cái chai sữa tắm. À mua chưa chai dưỡng thể đấy. Mày cũng biết được chỗ nào. Mình thấy là cái gì? Cái lotion đấy. Ồ. Mà hôm em bôi thử cái lotion của anh rồi. Rất thích. Bôi thử cái lotion của anh là gì? Bôi thử cái hộp lotion anh mua cho em ấy. Nhưng mà đúng nha. Lúc anh mua về Sài Gòn ấy, em đâu có xài. Em để cái hộp ở nhà, chưa bao giờ bóc luôn.
con tưởng cái đó đồ để mẹ, để mẹ dán vô cái chân của mẹ mới cái làm mẹ. Nhưng mà sao nó nóng mà anh biết em nhiều nhất nhé, nhưng bôi về cái hôm nay bôi rồi, bôi lần đầu xuống rồi. Sao em còn nhiều em mở cái máy hít nó nóng á, cái da mình khô nên em tắm ra xong em lau khô người, cái em xếp đầy người rồi mặc đồ vô. Em đâu có mở máy hít cái này nó không, anh mở nguyên cái nhà thì anh đâu, em đâu cần phải mở nữa. À, sao? Ừ. Chứ không mở ra trong phòng đi, như ngoài này đằng sao ngủ. Ôi hôm em ra ngoài này cái xô nước thành đá kìa. Ừ. Đó, nếu như trong nhà không bật hết là nó sẽ thành như vậy. Trời ơi, má ơi, muốn xì. Trời ơi, à nhưng mà con không kể cho mẹ. Cái đó mà mẹ đi qua cái hàng sữa. Ăn mẹ đi cô ơi, cô thành một tô nữa kìa, nửa tô thành một tô rồi kìa. Người ta nói chuyện, người ta nhai, cô nói chuyện cái cô nhân tai nhân miệng luôn. Mẹ kêu là ăn cái gì, cô phải nhai xong mới nói. Ôi, con nhai xong cái miệng con chấm rộng cái cô nói rồi không luôn. Thì bây giờ con thấy thì ba đi, con muốn nói gì con nói. Đáng chậm hơn ta, ốm hơn người ta rồi, nhiều chuyện hơn ta nữa. Nhanh đi, chín được 10 giờ rồi con. Ăn khuya quá rồi. Rồi không tiêu hóa rồi tối đi ngủ đó. Tao buồn coi sao chứ nổi quá. Hử? Buồn cho con cái gì con chứ rồi nha. Đi nè, ngồi chải chanh chải cơm rồi ghê chết. Tại vì em bảo má ấy, là mình cái da vịt thế này. Bữa nay ăn nhiều quá, cholesterol nó lên á, mỡ trong máu đó, là dễ bị đột quỵ. Mỡ trong máu là những cái mỡ nó nằm trong cái ống máu mình, nó lưu thông không được, nó như nghẹt đường cống. Bác sĩ à? Ừ. Đừng nói một cái đùng, một cái đang tắm, cái đang đùng ra chết không biết đâu nha, không biết đâu. Bà, mẹ, lấy cái bác sĩ nằm. Bôi trường bảo hiểm nhân thọ đâu. Thì mình mua mẹ nhiêu con? 5 triệu. 5 triệu đô. Ừ. Mình sẽ được 5 căn nhà. Kiến, con biết không? Ở bên này ấy, tạch một cái có 5 triệu đô, ý là ra đều vậy đó Kiến. À. Bắt đầu từ ngày mai, một ngày mình mua cho mẹ một cái gia đình. Ok. Ông cha cô nội, tôi có mua một bữa máu về rồi. Ồ, một hộp nó không thấm mà một đống này. Ok, anh làm sao vậy, anh cứ làm gì bây giờ, em mới ăn da vịt da heo cả nhà chính con... gì ăn từ bao nhiêu lâu nay rồi mới tức tụ. Con thưa lại, con lại bố, con lại bố á, là con đi kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần. Kiểm tra 3 tháng một lần. Nhìn ăn nhìn uống bị là bị. Không, tôi uống trà của tôi. Đây. Tôi uống trà của tôi, không bao giờ tôi bị sao. Có ăn gì không? Lời xin mẹ này có ăn gì không? Kể xuống nhà không ăn một cái gì. Tập thể dục mỗi ngày. Đi hết nguyên một cái dòng nhà này luôn. Biết hết hàng xóm luôn. Biết hết trẻ con trong xóm luôn. Tập không ngừng nghỉ luôn. Không ăn gì luôn. Tử đường. Huyết áp. Mở trong máu. Đừng nói chi mà ngồi ăn với lại chim không bị. Chúc bạn may mắn lần sau. Yên tâm Kiết. Tức là bên đây trời lạnh em hiểu không? Kiết. Em ăn xong là mở đông thôi. Con đi lên trên lầu con lấy cái chai già làm cơ sở cho mẹ. Nhanh. Con biết nhanh à. Cái gì cũng phải cần cái sản phẩm đó. Không phải đất gì hết à. Cái mảnh nè. Không có không biết gốc luôn rồi. Mình cho hết đi để chấm cái tủ lạnh. Không phải sinh nhật con bài. Ờ. Gọi chưa? Chúc mừng sinh nhật chưa? Viết cho một cái tâm thư. Ờ. Không gọi chát gì chứ. Happy birthday em yêu. Dạ. Sao hôm nay sinh nhật mày mà đéo trang điểm trang nít vậy? Một chút nữa. Ồ quá. Nè. Có khách sớm nè. Cũng gặp nè. Chị đẹp chị Trang rồi đó. Em chào chị Minh. Em cảm ơn chị đến sớm quá, em cảm ơn chị nhiều. Chính gửi đến rồi. Chính gửi tới rồi. Sinh nhật tới đây là có lịch nhậu đâu chưa? Hả? Nó mọc tóc con. Sinh nhật này có đồng hồ đẹp đúng không? Mẹ. Đó là thủ ô mọc tóc. Mẹ. Bé cứ thủ ô mọc tóc. Chút tôi mới đi làm tóc rồi đi live đi ta bây giờ làm. Mấy giờ mày lai túi vì kính đây để tao biết. Để chị Phương xuống mới biết được. Tao chốt lịch 2 giờ, mày nói là tao chốt lịch 2 giờ.
là giờ vắng khách, bún đậu. 2 giờ là lái bên chung cư hả? Để tao nói chuyện với nó. Rồi. Trưa nay bọn con Kiệt với con con Kiệt với con Bảy Bồng nó sẽ qua bún đậu ăn sinh nhật mày. Tối nay chúng mày có nhậu không? Tối nay kiểu gì con Nhung chả tổ chức nhậu. Dễ gì không? Mẹ Đinh Tương chả có cái đéo gì nó cũng dẫn chúng mày đi karaoke nhậu được cái sinh nhật mày. Dễ không? Dễ gì mà không nhậu. Chúng mày tươi vậy. Hôm nay mày làm gì mày chém lông mày, mày tưởng tao tưởng ai định đi giết mày. Thì tay mới tay đấy mày ơi. Chúc chân. Không đi con. Nói chuyện. Nhung chưa dậy à? Sắp hết bệnh rồi. Nhung dậy chưa? Chưa. Nhung trời đây đang mưa lâm râm. Ở Quả Bánh có mưa, bên này đang mưa. Bên này lạnh xuân. Đây đang mưa. Sao tự dưng tháng này lại mưa nhỉ? Mưa là đang lâm râm ngoài lẩu kìa. Gớm mặt thật. Kiến chúc mừng sinh nhật dì Bảy đi. Con chúc mừng sinh nhật dì Bảy nha. Con chúc dì Bảy cái gì? Con chúc dì Bảy giúp mẹ con bán hàng nhiều khách mua. Ừ. Ủa là đang chúc ai? Là có đang chúc ai? Có đang chúc mẹ nhiều tiền đấy à? Dì Bảy làm xong rồi mẹ trả cho dì, trả tiền cho dì Bảy không vậy? Đúng rồi. Ghê chưa? Ghê chưa mà thấy nó hiểu biết ghê chưa? Con Phương chưa xuống à? Phương đang ăn sáng. Rồi. Các bà cứ làm thì các bà làm đi. Rồi tôi chờ các bà. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ nghe. Mấy ghi chịch mật. Mấy ghi chịch mật. Cái gì? Merry Christmas. Merry Christmas. Hoặc là Merry Christmas. Nó dựng ở đây. Cái đầu là có Merry Christmas. Nó kệ đi con nít mình à, mình nói gì nên nó hiểu giờ ok rồi. Hiểu nữa làm xỉu đó. Chỉ đỏ chứ hiểu sâu là chóng mặt lắm. Không biết trời tiên à. Rồi má. Ê chụp hình, chụp hình cái măng mới gửi chị đi. Chụp hình chưa? Chụp xong gửi chị. Chị Phương chụp rồi, cái gì hỏi chị Phương gửi cho. Mày bảo con Phương ấy là muốn tao không đào mù cúc mả lên ấy. Cái đấy tao đã nói từ cái đấy 3 ngày rồi. Rồi, để hỏi. Mà tao chưa thấy nó gửi cho tao. Tao đang chụp hình. Chụp hình măng là có em chẳng luôn đó. Bảo gửi hình hết cho chị, gửi hình gốc HD cho chị, gợi chửi gửi đi. Bảo là tao chờ nó qua đúng 12 giờ chưa không có. Mẹ em biết tao trừ 200 nghìn nữa. Tao đã nói cái câu chuyện đó từ hôm mày live stream mày còn nhớ không? Tao gọi điện cho mày, gọi điện cho nó, tao mở loa. Rõ ràng là nói rồi. Đến giờ phút này là 3 ngày rưỡi sang ngày thứ tư. Tao vẫn chưa thấy nó. Gửi cho tao. Nha. Trang điểm vào đi cho. Trang điểm vào đi cho lên hương lên sắc coi nào. Không. Đấy. Hôm nay đồ ăn gì được phải không? Trời, ồ, nó duyên dáng quá. Duyên dáng quá. Rồi, ở chỗ mày gặp nhau. Tao nhận ra là gì, mày không đứng cạnh tao. Tự dưng mày nói được à? À. Đâu. Đứng gần máy. Ồ, má, nó đứng cạnh em. Nó lên, nó sang nhà, nó đứng cạnh em, nó live stream. Ồ, má, đứng nó không nói được câu gì luôn. Nó như kiểu bị cấm cầu ấy. Đến hôm mà nó live stream tay em tại quán. Ồ, má, nó nói như một cái máy. Đúng tốt quá. Ok. Nó bị khớp anh hiểu không? Có nghĩa nó đứng anh không? Em hỏi mày nói đi nào, thế tao đứng lùi sao cho mày nói. Mà nó không nói được nha. Nó khỏe, hôm nay nó đeo cái đồng hồ em tặng nó. Mà là đeo cái đồng hồ xịn ấy. Em có mấy cái đồng hồ xịn mà em không đeo, em tặng nó. Đeo vừa Santa của con. Là đứng bên chỉ hai người. Không hiểu mẹ có mỗi lần mẹ cần chẳng. Mà cũng hiểu nó. Bảo mẹ hai đồng hồ đâu nhỉ? Đồng hồ gì? Thế
cái đồng hồ Burberry, cái đồng hồ màu mặt full sàn màu tím, anh Long tặng em. Tiền vừa có chắc chắn là đã có đem qua, đã mất 300.000 tiền thay hai cục pin. Chị Trang mới gội đầu thơm tho rồi nha anh Louis. À, hôm qua bị đuổi mẹ ra khỏi phòng. Đầu bẩn. Chị các bạn. Chị các bạn. Cái chuyện này đâu dụng chơi được con. Mà mẹ con đang đây tất tình nhiều gió rồi kìa. Thế à, tôi biết không? Mà biết. Mới giờ trước chuyện tay con làm đây. Chị ăn cân cho đi ăn. 6 tháng nữa như chích mũi thứ hai rồi con. 6 tháng sau. Thông qua chích mũi gì ba? Thủy đậu thì mùi gì đó. Đây cho anh người. Anh em tắm đi, để em làm nốt cho. Bà định đào tẩu theo ba bà đây à, bà chưa ăn xong như bà. Bà lên tắm, ba còn nghe điện thoại của cô chú Lì. Con để này, để ba đang nói chuyện với cô chú Lì có việc. Con thấy không, gọi để mấy cuộc nữa. Ba lịch sự để cho mẹ live stream, ba không nghe điện. Giờ ban xong rồi ba đi lên, ba nói chuyện với cô Julie, con hiểu không? Lay ra quán cà phê Xuân hết được nghe giọng chị Trang. Trời chào anh Huỳnh. Sang đây rồi, ở với chồng vui lắm mọi người ơi. Cả ngày chờ ông ấy về. Tối bây giờ biết lịch rồi. Tầm 6 giờ tối là ngủ. 6 giờ tối ngủ đến 9 giờ. Sau đó về. Trang Mỹ rồi quên em luôn. Canh táo đỏ mẹ chồng hầm ngon luôn. Em chào anh Hoàng Nguyên Vũ nha. Em thấy anh thả tim. Em chào anh. Chào bạn Đặng Khải. Sang đấy ăn kêu cơm đều ạ. À? Ừ. Đều đặn lắm, ngày ba bữa. Chưa kể bữa phụ. Là bố của. Chưa kể bữa phụ, nên chắc chắn là cũng không gầy được. Chưa biết có lên cân hay không nha. Ăn đã. Rồi, bạn bắt đầu ăn yến tôm. Em mà em khi mà biết chị sang Mỹ rồi, vừa vui vừa nhớ, may mà chị livestream rồi sợ không livestream tôi chết nữa mấy bà. Cái vêu mõm rồi. Tôm. Chào Vân Lưu Anh. Chào chị Đào Thị Hà. Râu mi em yêu Trang thế. Mỏ thì thoảng hỗn thì thôi. Chị chẳng bao giờ tự dưng hỗn đấy mà. Chị thật. Chị không bao giờ rảnh tự dưng hỗn. Nhiều đứa ấy. Ok, ý Nhi Hà, chị cũng biết có cũng nhiều người nhắn cho chị cái tải cái app Wii bán đồ Việt Nam. Chị thử tải chị biết rồi, nhưng mà vì chị chưa làm cái account thẻ tiền bên này, phải chờ cái giấy gì đấy, cái giấy 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 căn cước gì của số công dân ấy. Mấy tuổi mẹ chồng ghê, mẹ chồng cũng suốt ngày ngồi để ngắm cái hồng hồng thư xem người ta gửi cái
gửi cái hộp thư về. Đấy. Xôi này. Dạ, giọng em ổn rồi chị. Chị vẫn bán hàng bình thường bé. Em vẫn bán hàng bình thường đó chị. Mỗi người một cuộc sống, em là một người sống chủ động mọi chuyện. À, An xin chào. Dạ vâng, chị Mỹ Liên, chị em thì cảm ơn các chị. Em được cái là em hơi rốt tiếng Anh. Đó, thôi uống nước miếng canh, mẹ chồng hầm. Em chào chị Xanh Ngọt nha. Đúng rồi Lũ Vinh, chị không có mỏ hỗn. Hỏi mọi người comment này, Trang mặc nhìn màn hình nhé. Em xinh rồi à? Ok Huyền Trang. Em nha, mọi người comment một lần. Cái câu hỏi đấy em không trả lời, có nghĩa là em không thích, thì đừng comment nữa. Có những người comment 2 lần, 3 lần gặng hỏi hoài là em sẽ chửi. Vâng chị Phạm Thu Hà, em toàn ăn đồ Việt Nam không à? Em không có gì gây sự với ai nhé. Có nhiều người ấy, em nói thật các chị, có nhiều người ấy, là ở Mỹ, người Việt ấy, đã sang Mỹ lâu rồi, nhưng mà cũng không học được cái thói văn minh của người Mỹ. Hôm nay mới chửi một thằng cha xong. Có những cái thể loại ấy, em nói thật, những cái thể loại ấy, chả quen chả biết gì em ấy, mà hay vào comment kêu là bỏ cái tính mỏ hỗn đi ấy, thì ấy, gặp vào đời em tát ra vỡ mồm. Tại vì mọi người biết sao không? Người ta không gây sự với mình, người ta không quen mình, người ta không biết mình, ha. Mình chẳng va chạm gì người ta. Nhưng mà mình lại cứ thích đi dạy khôn người ta, ha. Người ta chửi cho thì bảo được, người ta hỗn. Trên đời này các ba các má nhớ nhá, mình chỉ được quyền duy nhất dạy con của mình đẻ ra. Mình chỉ được quyền duy nhất dạy con mình đẻ ra vì nó là sản phẩm của mình. Mình có trách nhiệm và có nghĩa vụ và quyền hạn dạy dỗ nó. Chứ mình không có nhé quyền được dạy dỗ bố con thằng nào. Nên khi mình vác cái mỏ mình vào nhà người ta, mình thích dạy khôn người ta, người ta chửi cho ấy, thì đừng bao giờ nói người ta mất dạy. Vì là do mình đéo ra gì trước. Đó. Cho nên ý, rất là ghét mấy con đi đấy. Nha. Rất là ghét mấy con đi đấy. Bởi vì có con đi kia kìa, vào xem cái clip có mấy con đi á. Chào Nguyễn Ngọc Hân, cảm ơn em mới ăn bún đậu nhà chị hôm qua. Để em kể cho mấy chị nghe. Có con đĩ kia kìa. Này, đây. Tôi nói cho mấy bà, tôi nói cái gì nói có sách mách và có chứng. Tôi ít khi nói cái gì sai cho người khác lắm nha. Có con đĩ kia kìa. Đây. Đợi tôi tí. Tôi xuống bát, tôi nghĩ đây gái, tôi ra tôi rửa. Vừa rửa bát tôi vừa tâm sự mấy bà. Tôi nói với bà ngay đời tôi ấy, thì mẹ đéo bao giờ chỗ chơi đứa nào mà bị nó cà lê mỏ lết hay là nó gọi là gì, nó nói mình này kia đâu. Vì tính mình ấy là mình làm cái gì mình nghĩ kỹ lắm.
không bao giờ có chuyện là tự dưng tự nhiên tự ái để mình vào mình cà khịa người ta cả ha. Chờ tôi tí, tôi dọn cái miếng này, tôi kể cho mấy bà nghe vì sao tôi chỉ con đi đấy. Em chào chị Tố Quyên, chúc mọi người ở Việt Nam Giáng sinh vui vẻ. À, rồi các bà chờ em tí, em đứng ở đây rồi đây. Em đứng ở đây nha, chờ em ra liền. Cái con đi đấy như thế này này. Sao các thầy và thầy chúng ơi? Đây. Tôi kể các bà nghe câu chuyện là mua hai cái bánh rán, hai cái bánh chuối và em chào chị, đây tôi kể cho bà nghe này, tự dưng tôi chửi nha. Tôi chửi cái con trong clip đấy ấy, là vì nó nhiều chuyện. Tôi mua hai cái bánh chuối và hai cái bánh rán từ hôm qua, có nghĩa là con Kiến và tôi bắt đầu đi vào cái quầy mua bánh chuối và bánh rán. Con Kiến nó kêu là mẹ ơi mua mỗi thứ hai cái, mình bảo ok con. Nói chung em nói cho chị nghe này, nó đi vô nó dạy em cái cách gọi là gì. Trang ơi, phải dạy bé Kiến là khi mua đồ phải hỏi mua cho bà nội nữa nhé. Ý nó ra đều ấy, nó kêu em là không biết dạy con, phải dạy con mình là hỏi mua cho bà nội. Dĩ nhiên ấy, cái câu chuyện đấy ấy là cái câu chuyện dạy ý tốt, nhưng mà nó là cà rốt, mọi người hiểu không? Bởi vì việc đầu tiên ấy, để nói cho mấy bà nghe câu chuyện này này, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em với mẹ chồng em ấy là đã quá hiểu tính nhau rồi nghe. Cho nên ấy, cái câu chuyện ấy mua mỗi thứ hai cái thì việc của cái người mà người ta mua là người ta đã biết sức người ta ăn đến đâu ha. Không phải vào dạy ra đều là tôi không biết dạy con tôi, phải hỏi ý kiến người lớn là có ăn không. Thế tôi hỏi với bà nhé, thế con Kiến nó mua bao nhiêu cái bánh cái kẹo, chắc phải hỏi nó mua cho bà không luôn. Ở gia đình người ta như nào người ta biết. Cái thứ hai ấy là bản thân người ta làm như thế là bởi vì đơn giản người ta mua như thế là đã quá đủ rồi, vì bản thân người ta cũng biết rất rõ là mẹ chồng người ta không có ăn, mẹ chồng người ta không ăn nên người ta không việc gì mà phải gọi là. Với cả em ở cái giai đoạn là không phải là mới đi làm dâu để mà phải nịnh bợ mẹ chồng theo và tạo nét theo kiểu là con đây là biết trước biết sau biết trên biết dưới. Ở đây người ta đã đủ biết nhau, đủ dài, đủ lâu. Để người ta làm gì ạ? Để người ta trải qua với nhau. Nên người ta không có cần mà phải sao. Ôi mẹ ơi, già con mời mẹ. À mẹ ơi, con mời mẹ. Không có mấy chị. Nhà em mời đủ rồi đó chị. Giống như em ngồi, giống như em ngồi làm việc nha. Em ngồi làm việc, mẹ chồng em rửa bát cho em bình thường. Ví dụ như cung giờ chiều bên này là cung giờ sẩm tối bên đấy. Con Nhung nhà em bên đó nó chốt đơn không kịp vì lúc ấy là giờ bán bún đậu.
nó phải phụ tập trung để với nhân viên dọn hàng. Nên hiển nhiên khách người ta nhắn tin rất nhiều, em phải phụ trách phụ dùng để trả lời đơn hàng. Cuộc sống mà mình phải đỡ đỡ được nhau chứ. Thì mẹ chồng em bảo là con có công việc con cứ làm đi, để mẹ làm. Ở đây không phải người ta ấy, em có thể là khá may mắn, bởi vì mẹ chồng em ấy là rất là thương con dâu. Nhiều khi biết em là công việc ấy, thôi con cứ là con cứ ấy đi, con cứ ăn ngủ nghỉ ngơi đâu dậy dậy, bà lâu sẵn mà để cho. Kể lúc ở Việt Nam bà cũng làm như vậy. Bây giờ nên là mấy má hay vô một cái kiểu dạy dỗ kiểu này kiểu nọ kiểu trai nghe nó khó chịu lắm. Các chị bớt bớt đi. Em thật định cuộc sống như người ta, người ta sống sao người ta biết. Gia đình của người ta như thế nào người ta biết. Không phải đến lượt mình mà phải vào dạy. Tôi chưa chắc những cái bà mà hay đi vào dạy đời đâu ấy đã được mẹ chồng thương với tôi đâu. Tôi nói thẳng luôn thế cho nó máu nước, cho nó xanh con nhà bà chị nhé. Nên là tốt nhất mà em nói với chị như này, khi mình chưa phải bạn thân của nó, khi mình không có mối quan hệ thân thiết bên ngoài, không phải người thân, thì tốt nhất là đừng góp ý. Chúng ta không nên góp ý, bởi vì xã hội không ai có trách nhiệm phải góp ý cho ai, và cũng không ai có trách nhiệm phải nghe lời ai. Thấy xem vui thì ok, xem không vui thì nách. Còn nếu như muốn góp ý cho người khác thì lại phải nhớ lại lời em nói, mình có đủ thân với nó hay không mà góp ý. Ok chưa? Mình đủ thân với nó không để góp ý. Em chào chị, đây tôi kể cho bà nghe này. Và mình góp ý nó có nghe hay không lại là một câu chuyện khác. Mấy má ấy hay đi góp ý, tôi nói thật, cuộc đời như cái đống cứt. Chào Rô Huy, đúng rồi em ạ. Mấy má đi vào dạy dỗ người ta ấy, mẹ cuộc đời như đống cứt luôn. Em đảm bảo mấy má mà hay đi vào mà dạy dỗ gia đình người ta, dạy dỗ người kia, hay nói đại lý hay dạy bảo ấy, mẹ sống cuộc sống mẹ như shit luôn. Cái người ấy mà người ta đủ bình tĩnh, và cái người ta đủ cái gọi là từng trải đầm mẹ, và người ta ít khi người ta trước khi người ta làm gì ấy, người ta hay suy nghĩ kỹ lắm. Bản thân em ấy, ngày xưa lúc thời còn trẻ trâu ấy, chơi với bạn bè ấy, em cũng hay góp ý ấy, cái gì em quay góp ý đưa ra ý kiến. Em nói chung em từng những cái giai đoạn đấy rồi, cũng là ý tốt thôi, nhưng mà mình cũng nhận ra rằng là mình vô duyên đấy. Vì ví dụ như ngày xưa có đứa bạn ấy chơi cũng thân lắm, đang có bầu, chồng nó đi ngoại tình. Đây em kể một cái mẹ nó kinh nghiệm xương máu đấy. Chồng đi ngoại tình với cái con bán đất tấm nhà, với con cò đất cò nhà. Mẹ nó khóc với mình bác ạ. Nó khóc với mình. Xong mình bảo nó này này, địt mẹ. Thì theo quan điểm của một cái đứa bạn thì mình nghĩ địt mẹ. Bạn ơi, thằng này địt mẹ mà nó hãm lồn lắm. Bạn bầu bì thế mà nó đi ngoại tình là đéo được rồi. Đéo được rồi. Nên rằng là bạn địt mẹ mà nhanh chóng bạn té đi. Con mình nuôi. Bạn sang Mỹ bạn để mà ở mẹ bên Mỹ đi. Ít mẹ thằng này á, nó có cái thói đấy là nó quen mèo mả gà đông rồi. Bạn đừng hơi đâu mà bạn lấy và ở với nó. Đấy đủ mà. Mình cũng đây góp ý đấy. Mẹ mà thương bạn góp ý đấy. Đến bị mẹ nó đến một ngày đẹp trời, 2-3 ngày sau, 4-5 ngày sau gì đó, nó vụt mặt vào cái con cặc đó. Đủ má, nó bú lên bú xuống, bú lấy bú để địt mẹ. Nó làm lành, câu chuyện cũng bình thường thôi ha. Cái chuyện yêu đương cãi cọ chia tay rồi làm lành là bình thường, nhưng tẩu cụ như nó, cái lúc mà chúng nó làm lành ấy, nó bú lên bú xuống bú qua bú lại ấy, thì đủ má nó bảo với thằng chồng nó, thằng bồ nó, đến bây giờ cũng đéo là chồng luôn, là con Trang nó kêu em đi sang Mỹ để bỏ anh đem con sang Mỹ. Ô đủ má nó thành một câu chuyện khác nha các bạn, nó sẽ thành một câu chuyện khác luôn, các bạn hiểu không? Đủ má ta nói
Ồ má, thế là thằng kia chửi tôi. Tôi mới chửi cho. Tao đủ má tao góc độ là một con bà, tao sợ cái con cặc thì tao không khuyên như vậy. Đồ má mày tử tế đi, mà tao nói mày không ngủ với gái, mày không ngủ con đi đấy. Mà xui nó bỏ mày, tao mới sai này. Còn mày có ra cái con cặc giờ mày nói tao. Thế là thôi, tình bạn con cặc biến mà. Đấy, tôi hỏi mấy bà, thì rõ ràng trong câu chuyện đấy rõ ràng là tôi chỉ khuyên đơn giản đúng không? Là thằng chồng mày nó ngoại tình. Mình mà trong lúc mình bầu bì như vậy thì mình bỏ đi, mình sang Mỹ mình ở. Thế mà sau này nó về. Nhưng mà bây giờ bỏ đi tính mạng mình mà. Có biết rồi. Cô chú ta đúng không? Không, cô chú nói chưa mua ta công việc chính cho mày. Dạ. Còn cái này bỏ vô cái hộp. Vâng, chính nữa có lấy, chính nữa đấy. Tin tưởng yêu đương cái thằng đó thôi, nhà mình có điều kiện, có tiền thôi, giờ này là lúc mà mới có năm tháng như vậy ha. Mày năm tháng bụng chưa to lắm, máy bay chưa cấm, thì bạn bay sang Mỹ bạn đẻ đi, nó có sẵn visa mà. Ừ, đấy, thế rồi anh em, câu chuyện đó nó kể lại cho thằng khốn nạn kia, xong thằng khốn nạn kia chửi mình. Đấy, nên là đấy là một kinh nghiệm đấy, nên sau này không bao giờ tôi có ý bố con thằng nào. Đấy là mình là bạn thân với nó, mình góp ý. Rồi đến khi chúng nó vụt mặt vào sông quê và nó bảo mình là cái đồ phá hoại. Đấy, đến bây giờ chúng nó cũng tan nặng chảy nhé. Đấy, đây, 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 sau vụ đấy, chúng tôi đẻ con ra rồi cũng này kia rồi cũng đường ai lấy đi. Chu cấp thì tháng cho được 20 triệu, tháng đéo cho đồng nào. Thế nói chuyện gì nữa. Nên là thôi, tốt nhất là gì? Đéo góp ý bố con thằng nào. Thân bị cậy mẹ này, thôi tao chỉ nói về cái vấn đề tham khảo. Thân chúng mày có gì bố mày chỉ bảo thôi. Buồn quá tôi đi nhậu với tao, thế thôi. Đéo dây đâu. Em đéo dây đâu nhá. Mẹ mày bây giờ em đéo dây góp ý bố con thằng nào. Đến khi làm ơn mắc quá mắc mệt. Hay đi vào mà dạy dỗ gia đình người ta dạy. Em nói chuyện khó nghe đấy chị, nhưng mà hay nói thẳng lắm.
em cũng giống chị trước khi tiền bạc và đường tốt đấy rồi em ạ, nên thôi mình kinh nghiệm em mà không dây muốn bình yên cho cuộc đời mình đéo góp tiền bố có thằng nào mất thời gian lắm. Đấy cái gì đó mẹ chồng em lên phòng ngủ rồi còn đi xuống xem là con dâu làm gì xong chưa có cần đỡ đần gì không. Không phải ai cũng được gọi là thật sự là em có cái thuốc đấy chắc là kiếp trước em cũng tu tập lắm đấy các chị nên mẹ em mới thương em như vậy. Bên mẹ chồng chị em nhà chị không có trang trí Noel trước giờ. Tại vì mẹ chị không, nhà chị không có cái thói quen này. Ý quên. Chưa rửa cái này cho mình nữa. Không, chị không làm team online nhậu đâu em. Ăn nhậu bao năm rồi em. Ăn nhậu bao năm nhưng mà em bảo đi làm team nhậu online. Chị thật. Ai nghĩ chị này cho chị đùa đùa chứ. Chị không phải là cái tip mà biết sống cho bản thân mình đâu. Bao nhiêu năm trời thế sao bên này ấy tự dưng không nhậu thấy cơ thể khỏe lắm mọi người. Không nhậu thì cơ thể khỏe lắm. Chồng mình đi làm vất vả nhưng về thì con vợ nhậu nhẹt thì lắm không được. Đi lên rửa mặt tắm gội nhé.